Tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 chính là phụ cấp theo lương mới có được tăng theo hay không? Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau nhiều lần họp ban chỉ đạo cải cách tiền lương và thường trực chính phủ, các ban bộ ngành liên quan trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị tại cuộc họp ngày 19 tháng 6 năm 2024, chính phủ đề xuất giải pháp thực hiện nghị quyết 27 đối với khu vực công theo lộ trình từng bước hợp lý, thận trọng, khả thi. Theo đó thực hiện 4 trên 6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công của nghị quyết 27 đã rõ đủ điều kiện thực hiện, còn 2 nội dung chưa thực hiện gồm các bảng lương mới, bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương, cơ cấu lại và sắp xếp 9 chế độ phụ cấp mới phát sinh nhiều bất cập, cần phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện từng bước thận trọng, đồng thời phải rà soát chính cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định liên quan đến mức lương cơ sở. Như vậy, bảng lương mới, bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương và 9 loại phụ cấp theo lương mới từ ngày 1 tháng 7 vẫn chưa được sắp xếp do phát sinh nhiều bất cập, cần phải thực hiện nghiêm túc hoàn thiện. Trước đó, chính phủ đề xuất trong thời gian chưa đủ điều kiện bãi bỏ lương cơ sở và hệ số lương cho thực hiện giải pháp tăng lương khu vực công từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, do vậy điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,3 triệu đồng trên một tháng, tăng 30%.